Kính chào quý khán giả đang theo dõi truyền hình Hậu Giang. Năm nào đến ngày Halloween cũng xuất hiện những vụ việc khiến dư luận dậy sóng vì làm lố, phản cảm và độc hại. Các chuyên gia văn hóa cho rằng giới trẻ cần có chừng mực, hiểu đúng giá trị và tính chất của ngày này, tránh phản cảm, tạo hình xúc phạm đến văn hóa, thuần phong mỹ tục. Ý kiến từ chuyên gia chúng tôi tổng hợp sau ít phút. Nhịp sống kinh tế mới sáng nay tiếp tục với những nội dung đáng chú ý. Hàng trăm người xuyên đêm băng rừng, lội suối, tìm người phụ nữ bị lũ cuốn trôi. Xúc động, hình ảnh chiến sĩ công an dập bình giúp người dân trong vùng rốn lũ. Dự báo, tháng 11 có thể xuất hiện từ 1 đến 2 cơn bão áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Vụ tai nạn liên quan khiến 5 người chết ở Lạng Sơn, điều bất thường trong xe 16 chỗ. Dự kiến mức lương cơ bản của công chức viên chức từ ngày 1 tháng 7 năm tới tăng từ 5 đến 7% mỗi năm. Suốt 3 ngày qua, nhiều người dân ở xã Hà Linh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh thức xuyên đêm, trông đèn đổ ra sông tìm kiếm một người mẹ trẻ mất tích. Số lượng người tham gia tìm kiếm hiện lên đến hàng trăm người. Ở nhà, hai đứa trẻ khóc cạn nước mắt tìm mẹ trong nỗi đau tột cùng. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Khoa, 31 tuổi, trú thôn 12, xã Hà Linh. Chị Khoa bị nước lũ cuốn trôi vào ngày 30 tháng 10 trên đường đi làm về. Sau khi tiếp nhận thông tin, công an, quân đội, dân quân cùng nhiều người dân tìm kiếm cả ngày lẫn đêm, đi qua đường rừng tìm ở những khu vực khe suối. Nơi nạn nhân bị cuốn trôi và mất tích là khe bứa chảy qua địa bàn trước khi đổ ra sông càng sâu. Hiện nước lũ rút, tuy nhiên lòng suối rất sâu, chảy quanh co nên gây nhiều khó khăn cho công tác tìm kiếm. Hai con của chị Hoa khóc đỏ mắt, hoảng loạn tìm mẹ. Tiếng khóc xé lòng của trẻ thơ khiến những người chứng kiến hết sức xót xa. Nằm giữa khúc ruột miền Trung, người Hà Tĩnh quen với hoàn cảnh sống chung với lũ. Thế nhưng, mỗi lần mưa lũ ập đến, những thao thức lắng lo vẫn chưa hết suy tư trên mỗi gương mặt, ánh mắt của người dân. Nhưng chính trong khó khăn, hoạn nạn ấy, hình ảnh những chiến sĩ công an không quản hiểm nguy, dầm mình trong rốn lũ và luôn có mặt kịp thời tại các trọng điểm để ứng cứu, làm nhiều người xúc động. Lượng mưa lớn trong hàng tiếng đồng hồ khiến nhiều địa bàn của Hà Tĩnh ngập lụt cục bộ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình giao thông và đe dọa đến tính mạng và tài sản của nhân dân. Trước tình hình này, Công an Hà Tĩnh huy động hàng ngàn cán bộ chiến sĩ ứng trực, triển khai kịp thời công tác ứng phó, nhất là tại các địa bàn trọng yếu có nguy cơ lũ lớn và sạt lở đất. Tại nhiều tuyến đường quốc mạch trên địa bàn ngập sâu trong nước lũ, lực lượng cảnh sát giao thông hỗ trợ phân luồng điều tiết giao thông, đảm bảo an toàn trong quá trình di chuyển cho các phương tiện qua vùng mưa lũ. Tại các địa bàn chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của mưa lũ, những vùng người dân bị nước lũ cô lập, lực lượng tiếp cận hỗ trợ, hạn chế thấp nhất thiệt hại không đáng có về người và tài sản. Chiều qua, nước lũ rút dần ra khỏi các khu vực ở huyện Hương Khê. Với tinh thần, nước rút tới đâu, khắc phục tới đó. Chính quyền, các chiến sĩ công an cùng lực lượng chức năng tập trung cao nhất cho công tác dọn dẹp vệ sinh môi trường, sớm ổn định lại cuộc sống. Sau đợt mưa lớn kéo dài ở miền Trung vừa qua, trên tuyến cao tốc La Sơn-Túy Loan nối Thừa Thiên Huế với Đà Nẵng xuất hiện điểm sạt lở kéo dài hơn 50 mét với khối lượng đất đá ước tính hàng trăm mét khối. Theo ghi nhận, điểm sạt lở là bờ ta luy dương được thiết kế bằng bê tông chắc chắn, trong đó hàng chục mét khối đất đá làm xô lệch ta luy và lấp đầy mương thoát nước. Một số khu vực đất lấp xuống kênh thoát nước tràn ra phần đất bên đường. Trước nguy cơ sạt lở bất cứ lúc nào, khu quản lý đường bộ 3 cấm bản và căng dây cảnh báo kéo dài hơn 100 mét trên đoạn đường này. Do thi công qua địa hình đồi núi và trùng lõi vườn quốc gia Bạch Mã, tuyến cao tốc La Sơn-Túy Loan chủ yếu đi theo các sườn núi. Trong mùa mưa năm ngoái, tuyến cũng thường xuyên xuất hiện điểm sạt lở, có nơi gây tắc hoàn toàn tuyến đường.
Nhận định về hình thái thời tiết trong tháng này, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo có thể xuất hiện khoảng 1 đến 2 cơn bão áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông và ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam. Thông tin về tình hình nhiệt độ tại khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ phổ biến cao hơn so với trung bình chiều năm từ 1 đến 2 độ C. Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, nhiệt độ phổ biến cao hơn từ 0,5 đến 1 độ C so với trung bình chiều năm. Không khí lạnh tiếp tục gia tăng về tần suất nhưng cường độ các đợt không khí không mạnh. Các đợt mưa vừa mưa to vẫn tiếp tục xảy ra tại khu vực Trung Bộ, riêng Tây Nguyên và Nam Bộ còn xuất hiện nhiều cây mưa rào, dông và tập trung chiều và giai đoạn nửa đầu tháng. Bão, áp thấp nhiệt đới, không khí lạnh có thể gây ra gió mạnh, sóng lớn, ảnh hưởng đến các hoạt động hàng hải và đánh bắt hải sản trên biển của ngư dân. Đây cũng là thời gian chính của mùa mưa tại khu vực Trung Bộ. Do vậy, cần đề phòng nguy cơ lũ quét và sạt lở đất đá. Các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá có thể ảnh hưởng đến sản xuất và các hoạt động dân sinh. Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại thiên tai, các chuyên gia khí tượng thủy văn khuyến cáo chính quyền và người dân thường xuyên theo dõi thông tin dự báo cảnh báo trên website của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, các đài khí tượng thủy văn tỉnh, thành phố và khu vực trên các phương tiện truyền thông đại chúng chính thống. Trong những ngày qua, triều cường vượt báo động 3 khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố Cần Thơ bị ngập sâu, gây khó khăn cho người dân trong việc di chuyển. Và sau mỗi đợt triều cường là mối lo khác dần hiển hiện. Đợt triều cường rằm tháng 9 âm lịch trên địa bàn thành phố Cần Thơ vượt báo động 3 trong chiều ngày, khiến nhiều tuyến đường trong nội ô thành phố bị ngập sâu. Sau mỗi đợt triều cường, nhiều tuyến xuất hiện ổ gà, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Khi triều cường rút, người dân có thể quan sát và tránh được ổ gà, nhưng khi triều cường dâng cao rất khó nhận biết và có trường hợp bị té xe. Ban An toàn giao thông thành phố Cần Thơ cho biết các đơn vị đang rà soát, kiểm tra thực tế tại các tuyến đường. Nếu xuất hiện ổ gà, tổ chức dập giá để việc lưu thông của người dân thuận tiện. Đơn vị cũng công bố số điện thoại đường dây nóng để người dân liên hệ hỗ trợ khắc phục kịp thời. Thời gian qua, hầm chui Tân Tạo ở quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh bị ngập liên tục trong và sau những cơn mưa. Gần đây nhất là ngày 29 tháng 10, mưa lớn kéo dài trong giới thời điểm triều cường khiến hầm chui này bị ngập lúc bánh xe. Theo ghi nhận, độ ngập sâu nhất của hầm khoảng 40 cm, thời gian ngập từ 16 giờ đến 19 giờ. Về vấn đề vận hành thoát nước ở các hầm chui, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong thiết kế của các hầm chui như hầm chui An Sương, hầm Thủ Thiêm, hầm trước bến xe Miền Đông mới, hầm chui Tân Tạo đều có hệ thống máy bơm. Khi trời mưa, nước chảy vào ống dẫn, vào bể chứa và được máy bơm bơm vào hệ thống thoát nước chung. Yêu cầu hiện nay là làm sao để duy trì hệ thống máy bơm vận hành liên tục, hiệu quả, tránh gây ngập hầm khi mưa. Nguyên nhân chính gây ngập hầm chui Tân Tạo được xác định là do mưa lớn kéo dài. 4 máy bơm của trạm hoạt động không kịp khi bơm vào hệ thống thoát nước trên đường quốc lộ 1 do khu vực này lúc đó cũng bị ngập nên nước không thoát hết được. Do đó, hiện nay, trung tâm lắp đặt hệ thống báo động mất nguồn điện và báo động bật nước cao trong các hầm để kịp thời phát hiện khi bị ngập hầm và trực chiến để đảm bảo an toàn giao thông cho xe cộ đi lại. Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 5 người tử vong tại Lạng Sơn, thông tin từ Cục Đường bộ Việt Nam cho biết xe 16 chỗ chỉ có dữ liệu đến 4 giờ 59 ngày 30 tháng 10. Thời điểm gặp nạn, xe này không có dữ liệu giám sát hành trình nên không ghi nhận được tốc độ. Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, xe khách 16 chỗ gây tai nạn giao thông liên quan ở Lạng Sơn sản xuất năm 2019 tại Việt Nam được kiểm định lần gần nhất ngày 29 tháng 8, hết hạn vào ngày 28 tháng 8 năm tới. Tuy nhiên, thông tin từ Cục Đường bộ Việt Nam cho biết xe chỉ có dữ liệu đến 4 giờ 59 phút ngày 30 tháng 10. Thời điểm gặp nạn, không có dữ liệu giám sát hành trình nên không ghi nhận được tốc độ. Trong khi Luật Giao thông Đường bộ năm 2008 quy định, đơn vị kinh doanh vận tải phải lắp thiết bị giám sát hành trình, trước tiên là phục vụ công tác quản lý, điều hành, quản lý lái xe của doanh nghiệp vận tải.
Cơ quan quản lý căn cứ vào dữ liệu từ thiết bị này được truyền về để phục vụ công tác điều tra tai nạn, phân tích nguyên nhân và xử lý đối với các trường hợp vi phạm. Dữ liệu giám sát hành trình được các xe kinh doanh vận tải lắp đặt từ nhiều năm nay. Dữ liệu cũng được truyền về cho doanh nghiệp chủ quản và trung tâm giám sát của cơ quan nhà nước. Nhưng thực tế vẫn xảy ra tình trạng nhiều xe kinh doanh vận tải không truyền dữ liệu giám sát hành trình. Chuyên gia cho rằng cần quản lý nghiêm thiết bị giám sát hành trình. Có như vậy, những vụ tai nạn thảm khốc được kiềm chế và những chiếc xe khách mới thôi không còn được gọi là những chiếc quan tài bay. Tại kỳ họp này, Quốc hội xem xét về việc cải cách chính sách tiền lương dự kiến thực hiện từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Theo nghị quyết 27, một trong những điểm chính khi cải cách tiền lương là bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương hiện nay. Theo do đó, xây dựng tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức bằng hoặc cao hơn mức lương thấp nhất của vùng cao nhất của khu vực doanh nghiệp. Nghị quyết số 27 xây dựng chế độ tiền lương mới với cơ cấu như sau: lương cơ bản chiếm khoảng 70% và các khoản phụ cấp chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương, bổ sung thêm quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp. Như vậy, lương cơ bản của công chức viên chức từ ngày 1 tháng 7 2024, tức thời điểm dự kiến thực hiện cải cách tiền lương, chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương. Như vậy, bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương hiện nay, xây dựng mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể trong bảng lương mới. Tuy nhiên, hiện nay, nhiều đối tượng không thuộc các cơ quan đơn vị quản lý hành chính nhà nước đang áp dụng cơ chế tài chính thu nhập đặc thù, tức có tiền lương tăng thêm ngoài chế độ chung gồm lực lượng vũ trang và viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự chủ tài chính. Khi bãi bỏ các cơ chế chính sách về tiền lương thu nhập đặc thù, thực hiện cải cách tiền lương từ 1 tháng 7 tới, tiền lương mới, kể cả phụ cấp của những cán bộ công chức này, có thể thấp hơn so với trước khi cải cách tiền lương. Trong khi nghị quyết số 27 nêu rõ nguyên tắc chuyển xếp lương cũ sang lương mới, đảm bảo không thấp hơn tiền lương hiện hưởng. Do vậy, chính phủ đưa phương án nếu lương cơ bản cộng phụ cấp mới thấp hơn so với tiền lương hiện hưởng, bao gồm cả tiền lương tăng thêm trước cải cách tiền lương, thì được hưởng lương bảo lưu chênh lệch. Mức bảo lưu chênh lệch này giảm tương ứng khi điều chỉnh tăng tiền lương mới hàng năm. Để xử lý bất hợp lý đối với các trường hợp được tuyển dụng mới sau khi cải cách tiền lương ở 36 cơ quan đơn vị hưởng lương đặc thù, chính phủ đề nghị các đối tượng này khi xếp theo lương mới cũng cho áp dụng mức chênh lệch tương ứng với những người tuyển dụng trước khi cải cách tiền lương. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, để nguồn lực cải cách tiền lương ổn định và bền vững, cần thúc đẩy hơn nữa việc nỗ lực nâng cao năng suất lao động xã hội, khắc phục triệt để tình trạng cán bộ, công chức, viên chức đùn đẩy, né tránh công việc, ngại khó, ngại khổ. Khi mức lương tăng lên, đòi hỏi đi đôi với tinh thần, thái độ trách nhiệm với công việc cũng phải được nâng cao hơn. Song song với cải cách tiền lương, cần thực hiện quyết liệt hiệu quả hơn nữa việc tinh giản biên chế, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập, các đơn vị hành chính để đảm bảo một bộ máy sau sắp xếp vừa tinh vừa gọn thực sự hoạt động hiệu lực hiệu quả. Tiếp nhận lễ hội quốc tế du nhập vào Việt Nam, đừng đi ngược thuần phong mỹ tục. Thú vị cảnh bắt cá mùa nước về ở Cà Mau theo phương thức của người dân dùng lũ. Thưa quý khán giả, ngày 31 tháng 10 hàng năm, lễ hội hóa trang Halloween được người dân nhiều quốc gia trên thế giới hưởng ứng. Những năm gần đây, tại nước ta, lễ hội này cũng được nhiều người trẻ yêu thích. Nhiều người xem đây như một cơ hội để khoe tài hóa trang, nhưng một bộ phận nhỏ người trẻ lợi dụng lễ hội này hóa trang một cách phản cảm, không phù hợp, gây ảnh hưởng đến tâm lý người xem nơi công cộng. Mới đây, mạng xã hội lan truyền những hình ảnh về chấm người hóa trang Halloween bằng việc nằm trên xe băng ca, dùng băng y tế đầy máu me quấn quanh người để đi quanh phố đi bộ Nguyễn Huệ, thành phố Hồ Chí Minh, khiến dư luận hoang mang. Nhóm này còn đầu tư mang hẳn xe tang đến địa điểm, thùng phúng điếu và một bác sĩ giả mặc áo blue trắng.
trong khi xung quanh có rất nhiều phụ nữ và trẻ em. Hay vào đêm Halloween năm ngoái, cũng tại phố đi bộ, từng có nhiều người trẻ quá trang bằng cách đắp chiếu, thắp nhang tùy tiện. Nhiều người còn gây sốc khi minh họa bằng những vết máu đỏ, tỏ ra thích thú, checking, khoe lên mạng. Theo các nhà nghiên cứu văn hóa, việc tổ chức lễ Halloween ở phương Tây có ý nghĩa tưởng nhớ người đã khuất, mang tính giáo dục, phải sống đạo đức, có ích để người đời sau tôn vinh. Bản thân các lễ hội quốc tế khi du nhập vào đời sống văn hóa Việt Nam không mang tính tiêu cực, mà chính những người tiếp nhận, tham gia, tiếp ứng sự kiện văn hóa có sự lệch lạc, chệch hướng. Một số người xuất hiện với tạo hình chết chóc, kinh dị, gợi cảm giác khiếp đảm là do không hiểu rõ về nguồn gốc và ý nghĩa của Halloween, chỉ chú trọng vào phần giải trí, hóa trang, miễn làm sao thật rùng rợn, khiến người xem phải ám ảnh, khiếp sợ, rồi khoe lên mạng xã hội. Một nguyên nhân nữa đó là sự buông lỏng của cơ quan quản lý văn hóa trong việc kiểm soát hành vi lệch chuẩn trong lễ hội Halloween, như thiếu hướng dẫn, chưa có sự thống nhất, đồng bộ trong khâu tổ chức, chế tài xử phạt không nghiêm. Với lễ hội Halloween, việc tham gia giải trí bằng cách quá trang là bình thường. Thế nhưng, việc quá trang trở thành ma quỷ xác chết nhằm thỏa mãn thú vui nhất thời, câu view, đôi khi lại gây phản cảm, tạo hiệu ứng xấu với môi trường xã hội. Điều này không mang đến giá trị nhân văn gì cho cộng đồng, mà còn làm ảnh hưởng đến trật tự xã hội. Những hành vi này rất cần được xử lý để ngăn chặn những hành động, suy nghĩ phản cảm, lố lăng có thể lại xuất hiện trong tương lai. Thưa quý khán giả, sau Hà Nội, Hội An thì Đà Lạt là đại diện tiếp theo của Việt Nam chính thức trở thành thành viên mạng lưới các thành phố sáng tạo toàn cầu. Trong đó, Hội An được công nhận là thành viên của mạng lưới trong lĩnh vực thủ công và nghệ thuật dân gian, còn Đà Lạt là thành viên trong lĩnh vực âm nhạc. Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO được thành lập từ năm 2004 với mục tiêu tăng cường hợp tác giữa các thành phố được công nhận sáng tạo, coi đây là một yếu tố chiến lược phục vụ phát triển bền vững trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội và môi trường. Các thành phố mới được chấp nhận vào mạng lưới vì những cam kết đề ra chiến lược phát triển chú trọng vào việc phát huy văn hóa và sự sáng tạo, cũng như cam kết quá trình quy hoạch phát triển đô thị lấy con người làm trung tâm. Cà Mau là tỉnh duy nhất ở miền Tây không được bổ sung nguồn nước ngọt từ dòng sông Mekong. Với đặc thù này, tỉnh không có mùa nước nổi. Tuy nhiên, sau vụ lúa hè thu thì lượng nước mưa nhiều, đồng ruộng cũng ngập mênh mông nước. Đây cũng là thời gian người dân bắt cá ruộng hoạt động mạnh nhất trong năm. Trong đó, kề đẩy xuồng rơm cá hay còn gọi là đẩy côn là phương thức đánh bắt phổ biến ở các địa phương vùng lũ, đem lại thu nhập khá cho người dân trong lúc nông nhàn. Một ngày mưu sinh của những người làm kề đẩy xuồng rơm cá ở xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, bắt đầu từ 6 giờ sáng đến giữa trưa. Dụng cụ để làm kề này rất đơn giản, chỉ cần một chiếc xuồng với hai thanh tre dài hàng chục mét, gắn vào đó là các thanh sắt có chiều dài từ 7 đến 8 tấc. Khi xuồng được đẩy trên mặt ruộng, cá đụng phải các thanh sắt và trốn xuống sình, thì cười đẩy thấy được và dùng rơm để bắt. Phan cây rồi mình phan dán rồi mình chặt cây dựng rồi mình về mua sắt về mình làm, mình mua dây về mình luồn, mình cột. Nhưng mình đẩy nè, cái con cá nó đụng cái sắt này, cái nó chuối. Chú cứ mình lại mình nôm, mình bắt. Mỗi ngày, người nông dân có thể kiếm được vài ký cá. Khi trúng mánh thì được hàng chục ký. Mỗi ký cá lóc bán ra thị trường từ 70 cho đến 90 ngàn đồng. Trung bình mỗi ngày, người đẩy xuồng bắt cá có thu nhập từ 300 đến 600 ngàn đồng. Bữa thì sáng đi gì đó, sáng tới 6 giờ đi tới chỗ nào gần thì mình đẩy sớm. Chỗ nào xa thì khi 7 giờ mấy, 8 giờ mới có đẩy nữa. Tới 11, 12 giờ vậy đó, nào chúng nó mới ký, chục ký cũng có nữa, người 3-4 ký, 2-3 ký đủ rồi. Bộ đồng ra ngày thì ngày cũng 200-300, 400 được. Dẫu mỗi ngày người đẩy xuồng đơm cá phải lội ngoài ruộng hàng chục cây số, nhưng nhiều người vẫn chọn nghề này để mưu sinh trong khoảng 2 tháng vào mùa lúa, vừa để tăng thu nhập, cải thiện bữa ăn hàng ngày, vừa để thỏa đam mê bắt cá của mình. Nội dung vừa rồi cũng khép lại nhịp sống ngày mới sáng nay. Chân thành cảm ơn quý khán giả quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở các chương trình sau.